Để đáp ứng nhu cầu và sở thích tương ứng với từng tiêu chí sống khác biệt của khách hàng, Phú Đông Premier được thiết kế với hai mẫu căn hộ bếp kín và căn hộ bếp mở. Bên cạnh mẫu căn hộ bếp mở hiện đại, khi đến với Phú Đông Premier, quý khách hàng còn có thể lựa chọn mẫu căn hộ bếp kín với phòng bếp tách biệt hoàn toàn. Đặc biệt, mẫu căn hộ này còn được thiết kế tích hợp nội thất xếp gọn với mô hình căn hộ thông minh Smart Home. Ngay bây giờ, xin mời quý khách hàng hãy cùng khám phá mẫu căn hộ bếp kín này của chúng tôi nhé! Để thêm sự lựa chọn cho nhu cầu và sở thích của khách hàng, dự án của chúng tôi có căn hộ với bếp kính tách biệt với phòng khách và thông ra sân phơi để ngăn mùi cho căn hộ. Mẫu căn hộ tham khảo này được thiết kế với hệ thống thiết bị tự động tích hợp với thiết bị nội thất, bao gồm hệ thống chiếu sáng, nhiệt độ, hệ thống an ninh, quản lý sử dụng nguồn năng lượng hợp lý trong căn hộ và được điều khiển tự động bằng công nghệ cao thông qua các ứng dụng được cài đặt trên máy tính hoặc điện thoại. Trước khi trở về nhà, chúng ta có thể bật hoạt động các ngữ cảnh mình mong muốn, chẳng hạn như bật đèn sáng, mở máy lạnh, hoặc khi đã đến nơi làm việc, chủ nhà cũng có thể kiểm soát hoặc kích hoạt các trang thiết bị trong căn hộ của mình một cách dễ dàng. Vẫn đảm bảo không gian lý tưởng tại phòng khách, với ban công rộng tràn đầy ánh sáng, kệ tủ thông minh phía sau sofa khi cần thiết sẽ được hạ xuống, trở thành giường ngủ rộng rãi, thoải mái. Trong khi đó, không gian phòng ngủ sẽ được linh hoạt với chiếc giường thông minh. Khi nâng lên xếp gọn lại, sẽ trở thành bàn làm việc, bàn học và không chiếm nhiều tiện ích trong phòng. Hệ thống điện trong nhà vệ sinh với chế độ cảm ứng khi có người bước, hệ thống thang máy tốc độ cao với thẻ tự thông minh, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt tiêu chuẩn được chú trọng đầu tư bài bản, đảm bảo an toàn tối đa cho quý cư dân. Chúng tôi tin rằng dự án Phú Đông Premier chính là chốn an cư lý tưởng cho gia đình của quý khách. Thông qua các dự án đã bàn giao, minh chứng một điều rằng căn hộ bàn giao thực tế của Phú Đông Group luôn đảm bảo chất lượng, thậm chí còn tốt hơn căn hộ mẫu. Căn hộ Phú Đông Premier được bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp với những thương hiệu nổi tiếng, cửa gỗ với khóa từ, sàn gỗ cao cấp, thiết bị bếp tay ca. Chất lượng công trình của dự án được đội ngũ kiến trúc sư xây dựng đầu tư một cách chỉnh chu, đảm bảo tối đa về chất lượng và hoàn hảo về tính thẩm mỹ. Song hành cùng dự án là đơn vị tổng thầu xây dựng, công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng CPM, một công ty liên kết trong hệ thống của Phú Đông Group. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, năng lực uy tín của CPM đã được minh chứng qua chất lượng của nhiều công trình lớn trong nước và ngoài nước. Hiện tại, nhà mẫu của chúng tôi đã mở cửa để đón tiếp khách tham quan và sẽ được giữ lại cho đến khi bàn giao nhà. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ. Phú Đông Premier, chuẩn sống 5 sao trong tầm tay, sự lựa chọn tuyệt vời dành cho quý cư dân. Cảm ơn quý khách đã tham quan nhà mẫu của chúng tôi.